Con này thì cho em một like subscribe nha quý khách. Con này đẹp, máy móc nguyên zin. Ok. Hello, xin chào cả nhà. Em Thanh Quá, chúc sức khỏe tất cả quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa ha. Sức khỏe tràn đầy, làm ăn phát tài phát đạt nha. Hôm nay em Thanh Quá lên sóng một con em Sanyo DA201. Điện 100V 14W ha. Em là có hai chế độ, một là rung ít ít, hai là rung mạnh mạnh ha. Máy móc thì nguyên zin, ok ha. Có chạy xước chút đỉnh ha. Nhưng mà được cái còn nguyên mới nha, ok ha. Dây thì không có nói đứt luôn nha. Có xanh vô. Đây mình sẽ test cho quý khách ha. Cái này là massage, không biết để làm gì, massage lưng, tay, chân gì thế ha. Cái này rạc xuống ha. À, quý khách thấy nó rung không nè. Rồi. Rung rồi thấy không? Cầm cái này thôi, nó rung rồi. Thấy không? À, nhảy nè, lắm đó, 1, 2, 3. Lắc kìa, em ông kìa. Ha, cái đó là trung bình ha. Rồi ok, rồi tới chế độ mạnh nhanh nè. 1, 2, 3 nhảy. À, cái này là cái này mình nghĩ là giọng kiểu này nè. Mình thử rồi nha, rất là im nha, giọng của họ nó tê 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 tê, chỗ nào chân giọng chỗ nào là tê chỗ đó đó, im lắm. Con này thì mình bán giá cũng hữu nghị nha, 300.000. Rồi ok ha, quý khách cô chú anh chị em nào mà có nhu cầu liên hệ sớm qua cho em qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, quý khách nào có chốt thì chỉ cần cho em xin tên, địa chỉ, số điện thoại, em sẽ ship tặng nhà ha. Tất cả các mọi miền đất nước trên tổ quốc quê hương Việt Nam nha. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có ủng hộ hay vừa ý hay giá cả ok ha, có gì bình luận giùm em. Cái phần nào em bán rồi em để phần bình luận bán rồi nha. Rồi em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em ha. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn rất nhiều.